phẩm kinh văn này thế tôn muốn giới thiệu với chúng ta đây là lặp lại nói rõ về y báo trang nghiêm của thế giới tây phương dùng lời của chúng ta hiện tại mà nói chính là hoàn cảnh học tập cư trú sinh hoạt trên phẩm đề nói chữ bảo chữ thụ biến quốc ba cái sự việc này chúng ta nhất định phải có thể hiểu được hiểu được nghĩa thú biểu pháp của nó như vậy thì mới có thể học được điều gì đó bảo bảo là cái gì tại thế gian này thật sự có thể giải quyết được tất cả vấn đề khó khăn thì chúng ta gọi là bảo giàu có là bảo vì có thể giải quyết được vấn đề đời sống vật chất của chúng ta đây là bảo tri thức là bảo có thể thỏa mãn được đời sống tinh thần của chúng ta là bảo nhưng mà càng quan trọng hơn với con người cái vấn đề thật sự chính là vấn đề sanh tử Nếu như có thể tìm được Cách giải quyết được vấn đề sanh tử Thì đó chân chánh là đại bảo Là cái bảo thù thắng nhất Phật Pháp được gọi là tam bảo Nói ba cái sự việc này Không những có thể giúp chúng ta giải quyết được Đời sống tinh thần, vật chất trước mắt giải quyết được tất cả khó khăn Mà còn có thể giúp đỡ chúng ta Giải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi Thoát ly mười pháp giới Chân thật Chứng được cảnh giới Đại Niết Bàn Bất sanh bất diệt Niết Bàn là tiếng Phạn Ý nghĩa của nó là bất sanh bất diệt Thành tựu quả đức Cứu cánh viên mãn Đây mới là cái bảo chân chánh Ở thế gian này Tìm không ra Ở trong Phật Pháp Chúng ta thường nói Cái bảo này là ở đâu Bảo nằm ở trong Bổn tánh của chúng ta Vì này chúng ta không thể không biết Nhưng mà Dường như chúng sanh trong lục đạo Đều để lạc mất cái kho bảo vật Đầy đủ cứu cánh viên mãn Ở trong tự tánh của chính mình rồi Nói với các vị là bị thất lạc Chứ không phải thật sự bị mất đi Người người đều có đầy đủ Hiện tại bởi vì bạn mê mất Sau khi bị mê mất rồi Thì cái bảo này không thể hiện tiền Cho nên bạn hiện tại Cuộc sống liền cảm thấy rất buồn phiền Rất đau khổ Tùy theo Nghiệp lực Mà lưu chuyển Cái nghiệp lực này là gì? là phiền não tập khí của bạn Tùy thuận theo tự tư tự lợi của bản thân Tham sân si mãn Sự yêu ghét đối với ngũ dục lục trần Những thứ này liền tạo thành lục đạo Biến hiện thành tam đồ Tam đồ lục đạo đều không phải là thật ở trên kinh bát nhã phật thường nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh trên bát nhã tâm kinh thì nói với chúng ta là Ngủ uẩn giai không nào có chân thật ai thấu hiểu chân tướng sự thật người giác ngộ Người nào giác ngộ Chúng ta gọi người giác ngộ là A-la-hán A-la-hán thật sự đã giác ngộ rồi Bồ-tát giác ngộ Còn Phật là giác ngộ cứu cánh viên mãn Các ngài rõ ràng, các ngài minh bạch rồi Bất giác thì gọi là phàm phu Là phàm phu ở đâu? Là phàm phu ở trong sáu nẻo phàm phu trong chính pháp giới Người người đều có Phật tánh Phật tánh là bảo Phật Pháp trước khi còn chưa truyền đến Trung Quốc Thánh nhân Trung Quốc biết Không phải không biết Nhờ gia đã nói rất nhiều Đạo gia cũng nói rất nhiều Thậm chí chư tử thời thiên tận Đã nói rất nhiều đạo lý Đều là hiện rõ Cái trí huệ chân thật Không có sai khác với những gì Phật Bồ Tát nói Các đồng học, học Phật chúng ta. Đối với cái sự việc này, trong tâm thường hay có nghi vấn. Khổng phu tử, Mạnh phu tử, Lão tử, Trang tử. Những vị tiên hiền này của Trung Quốc, có phải là Phật Bồ Tát đã ứng hóa mà đến hay không? Nếu không thì lời của các ngài nói vì sao mà rất gần với nội dung trong kinh Phật? Năm xưa tôi cũng có thắc mắc vấn đề này Đã thịnh giáo với Lão Sư Lý Lão Sư nói với tôi Nói trên lý thì nói được thông Chưa Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân Đất nước Trung Quốc này khi xưa Không thể hiện cái hình tướng Phật Bồ Tát Để giáo hóa chúng sanh Không kế với cái cơ ở nơi này Vậy thì phải hiện tướng như thế nào? Phải hiện tướng khổng tử Hiện tướng mạnh tử Hiện tướng lão tử trang tử Những người này thì họ quan hệ tiếp nhận Về lý mới thể nói được thông Nhưng mà về sự thì lại không tìm ra được chứng cứ Không có chứng cứ Về lý thì nói được thông Về sự thì không có chứng cứ Lão sư đã giải đáp cho chúng tôi Cái giải đáp này rất hay Sở dĩ Ở phương Tây Thì hiện ra tiên tri Thì hiện ra giê xu -tô. Thì hiện ra mô ha Chúng tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm Thì mới bỗng nhiên ngộ ra Là ai đã thì hiện ở trên Kinh Hoa Nghiêm là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tỳ Lô Giá Na Như Lai rốt cuộc là ai? Chính là chân như bổn tánh Là chân như bổn tánh của chính chúng ta Không phải của ai khác Giờ ngày xưa Các vị xem việc dạy trẻ nhỏ Những đứa trẻ ba, bốn tuổi Thì đã học rồi Học cái gì? Học tam tự kinh trên tâm tự kinh câu đầu tiên đã đem việc tu học một đời truyền thụ cho bạn rồi là nhân chi sơ tánh bổn thiện cái chữ tánh này chính là chân tánh của chúng ta chân tánh là thuần tịnh là thuần thiện chữ thiện này không phải là thiện ác thiện trong thiện ác thì không phải là thiện rồi vì sao vậy nó rơi vào hai bên ở trong phật pháp thì nói biên kiến ở trong kiến ngoặc biên kiến chính là đối lập hai bên thế nào là chân thiện cả hai bên đều buông xả phật pháp đại thừa thì nói là trung đạo thiện ác đều rời khỏi thì gọi là trung đạo trung đạo cũng không có nữa hai bên không có trung đạo không tồn tại thì đây là chân thiện đây là bổn thiện cho nên chúng ta phải khẳng định tất cả chúng sanh bổn tánh là thiện chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải có cái tâm cung kính mới có thể sanh khởi vậy được con người này của bạn có ác hơn đi nữa ác hơn nữa thì sao cũng không phải là bổn tánh của bạn đó là tập khí của bạn tập khí vốn không có ở trong bổn tánh tôi tôn trọng bổn tánh của bạn tôi lễ kính bổn tánh của bạn người trung quốc gọi là bổn tánh ở trong phật pháp thì gọi là phật tánh Cho nên tánh bổn thiện Ở trong Phật Pháp thì chính là Phật tánh Đây là bảo Ở trong Phật Pháp thì chính là Phật tánh Đây là bảo Ở trong Phật tánh có đầy đủ vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta Hết thảy chúng sanh Đều có đức tướng trí huệ của Như Lai Vì sao vậy? Bạn có bổn tánh Bạn có chân tâm Chân tâm bổn tánh của bạn vốn là viên mãn đầy đủ Vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Năng lực Là không gì không thể Tướng hảo Không chỉ là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Ở trên đại kinh có nói Phật có vô lượng tướng tướng có vô lượng tướng hảo tự tánh của bạn vốn có đầy đủ vô cùng đáng tiếc phật nói là vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc chúng ta hiện tại vì sao mà đã để mất đi tánh đức chính là bởi vì bạn có vọng tưởng bạn có phân biệt bạn có chấp trước cho nên bạn tuy rằng có trí huệ đức tướng giống như chư phật như lai mà không thể hiện tiền tuy là không thể hiện tiền nhưng không có thật sự bị mất đi chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ thì trí huệ đức tướng của bạn liền hiện tiền phải buông xả tôi đã buông bỏ được một chút các vị không phải đã nhìn thấy rồi sao các vị xem thấy tôi năm nay So với năm ngoái So với năm kia So với nhiều năm trước Thì tôi càng ngày càng trẻ ra Sức khỏe càng ngày càng tốt Càng ngày càng an lạc Nguyên nhân là gì? Buông xả Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Hết thảy đều buông bỏ Tâm được tự tại Thân được nhẹ nhàng thường nói là thả lỏng một chút nhiễm trước cũng không có người hủy bán chúng tôi người sỉ nhục chúng tôi người hãm hại chúng tôi các vị xem tôi đã dùng thái độ gì để đối lại với họ tôi dùng cái tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng cung kính đối đãi họ họ là ân nhân của tôi sao gọi là ân nhân vậy vì thay tôi tiêu nghiệp chướng tôi từ vô thủy kiếp đến nay đã tạo ra nhiều nghiệp chướng đến như vậy ngày ngày ở trước phật cầu sám hối sám hối cũng không hết còn họ dùng thái độ này đối đãi với tôi thì đã tiêu hết nghiệp chướng cho tôi rồi cho nên tôi mới được tự tại như vậy đây chính là một điểm mà tôi cao minh hơn các vị nếu các vị mà gặp những người này thì các vị sẽ nổi giận các vị sẽ sanh phiền não vậy thì hỏng hết rồi đó liền biến thành cái gì? Biến thành quan quan tương báo không bao giờ dứt. Cho nên chúng ta nhất định phải biết nghịch cảnh ác duyên là thay chúng ta tiêu nghiệp chướng. Nhất định phải quan nghĩ tiếp nhận. Phải dùng cái tâm báo ân để mà đối đãi Họ tạo ác nghiệp, tiêu nghiệp chướng cho chúng ta. Thật sự như vậy, Nghiệp chứng của ta đã trở thành nghiệp chứng Ở trên người của họ Các vị thử suy nghĩ xem Ta không báo đáp họ Thì ai báo đáp họ đây Phải nên báo đáp họ Vì sao vậy Họ thành tựu cho ta Họ đã giúp cho ta nâng cao cảnh giới Ta đem công đức tu hành Hồi hướng cho họ Đem công đức Hoằng pháp lợi sanh Hồi hướng cho họ Chân thật báo ân tự tánh tam bảo của chúng ta không ngừng hiển lộ ra bên ngoài lần này trở lại giảng tiếp bộ kinh này bộ kinh này phía trước đã giảng qua các vị đem những gì đã giảng nói ở phía trước đem so sánh với việc hai ngày nay tôi giảng không như nhau cảnh giới đã khác hơn rồi đã nâng cao rất nhiều cho nên gọi là bảo Tôi biết cái bảo này không ở bên ngoài Bảo là ở trong tự tánh Bảo là ở trong giác ngộ Mê rồi thì bảo lạc mất Giác ngộ rồi thì bảo lại hiện trở ra Bảo là có ý nghĩa như vậy Còn thụ thì có ý nghĩa gì Nhất định không phải rất nhiều cây đại thụ Mà ta nhìn thấy ở bên ngoài Vậy thì bạn mê rồi Thụ bạn thấy cây thì rất cao rất rõ ràng nổi bật Cho nên cây đại biểu cho sự kiến lập Đại biểu cho sự rõ ràng Là biểu hiện cái ý này Cư sĩ Lâm Singapore Cũng đã có 60 năm lịch sử rồi Trước mắt những thiện trí thức Đã vì chúng ta mà Kiến lập cái đạo tràng này cái đạo tràng này lúc mà mới xây dựng Chúng ta cũng đã nhìn thấy một số tấm hình Cũng rất là sơ sài Trong nhiều năm như vậy Đời đời truyền nhau Mỗi một nhiệm kỳ Thì hội đồng quản trị Và lâm trưởng Đều không ngừng mở rộng Không ngừng xây thêm Đây thì gọi là kiến thụ Cư sĩ Lâm là một cây đại thụ Tiền nhân đã đem cây trồng xuống Đến nay cái cây này đã lớn đến như vậy Đã khai hoa kết trái Giảng kinh Tu trì là khai hoa Niệm Phật giảng sanh là kết trái Cái đại thụ này chúng ta đã nhìn thấy mỗi năm Đều khai hoa Và thường nhìn thấy được quả thật sự. Đây là ý nghĩa của thụ. Ở nơi này cũng giống như là bảo thụ vậy. Cái bảo thụ này là cây bảo thụ chánh pháp, là cây bảo thụ chánh giáo của Như Lai. Thật hiếm thấy cho dù cái khu vực này của châu á chúng ta ngày nay gọi là đạo tràng chánh pháp bảo thủ ở đây chính là đạo tràng chánh pháp bạn từ cái chỗ này mà thể hội cái ý nghĩa ở trong kinh này thì bạn sẽ hiểu được bạn mới có thể thật sự học được điều gì đó sau khi học được thì áp dụng thực tiễn và bản thân như thế nào làm sao để biến chính mình thành một cái cây bảo thụ Vì đây rất quan trọng Đạo tràng là cây bảo thụ Ở trong đạo tràng mỗi một người tu hành đều là bảo thụ Thì bảo thụ mới biến quốc Tất cả chư Phật như Lai đều là bảo thụ. Tất cả Pháp Tạng Bồ Tát là bảo thụ tất cả thanh văn duyên giác cũng là bảo thủ các ngài lấy hình tượng của chính mình để giáo hóa tất cả chúng sanh giáo hóa không đơn thuần là ngôn giáo ngôn giáo bản thân bạn làm không được thì không có ai tin đó là giả không phải là thật vì vậy chúng ta tỉ mỉ mà quan sát mà thể hội thích ca mâu ni phật các vị xem chúng ta ở trong tiểu sử loại tiểu sử lâu đời nhất ở trên đại tàng kinh là thích ca phổ thích ca phương chí còn có một cái là thích ca thị phổ tổng cộng có ba loại trong đại tàng kinh có ba loại tôi đã xem được hai loại Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà biểu diễn tự mình trước tiên tu học khai ngộ chứng quả sau đó mới đi giúp đỡ người khác đây chính là ngài đã nói ở trên kinh tự mình chưa độ muốn độ người khác thì không có cái chuyện này ngay từ độ bình trước tiên Sau đó lại đi độ người khác Thì đúng Thì không có sai Phật giáo chúng ta ngày nay Vì sao mà suy bài vậy Chúng ta muốn giúp đỡ người khác học Phật Vì sao lại khó khăn đến như vậy Vì bản thân chưa học cho tốt Chính mình phiền não tập khí chưa đoạn Chính mình trí huệ chưa có khai Mà muốn giúp đỡ người khác thì hơn một nửa trong lúc giúp người khác sanh phiền não thông thường nói là càng giúp càng thêm phiền không những không thể thành tựu người ngược lại khiến người khác bị tổn thương bất luận là vô tình hay cố ý thì cũng đều là lỗi lầm vì thế chúng ta học phật mục tiêu đầu tiên là phải nhắm vào chính mình tự giác tự ngộ vì sao mà chúng ta không thể khai ngộ bảo tàng của tự tánh vì sao không thể khai mở nguyên nhân chính là phiền não tập khí quá nặng Phật Pháp Đại Thừa Là bắt đầu học từ chỗ nào? Là bắt đầu học từ Địa Tạng Bồ Tát Ở Trung Quốc Bốn vị Đại Bồ Tát Ở bốn ngọn núi lớn Đại biểu cho Tổng Cương Lĩnh Tu Học Của Phật Pháp Đại Thừa Địa Là Tâm Địa tạng là bảo tạng địa tạng chính là tâm địa bảo tạng của chúng ta chính là trí huệ đức tướng của như lai hết thầy chúng sanh có ai mà không cầu tướng ảo là phước báo là cầu phước đức là năng lực đa tài đa nghệ trí huệ Người thế gian đều là cầu trí huệ Cầu kỹ thuật Cầu năng lực Cầu phước báo Không biết được ba cái này trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ Cho nên Phật dạy chúng ta Không nên cầu bên ngoài Từ ở trong nội tâm mà cầu Phật Pháp gọi đây là nội học Nội học là từ cái chỗ này mà kiến lập Cầu bên ngoài thì cầu không được Không có cái đạo lý này Hiện tại Ở trong các trường đại học Học viện thương mại Có rất nhiều giáo sư Điều dạy làm thế nào Để mua cầu, danh lợi Mục tiêu của công thương nghiệp là cầu lợi Làm sao để giàu có Lần này, trước khi tôi rời khỏi Úc Châu Vào đúng dịp này Trường Đại học Griffith Tổ chức buổi lễ khánh thành Học viện Thương mại Vì hiệu trưởng đã mời tôi đến tham dự gặp được rất nhiều giáo sư của các học viện đều là những giáo sư nổi tiếng trong đó có một vị tuổi tác đã cao có lẽ đã về hưu rồi kinh nghiệm của ông rất là phong phú hiệu trưởng đã đặc biệt giới thiệu ông kinh nghiệm phục vụ trong giới Công thương của ông đã mấy mươi năm Ông là một nhân tài tốt nhất cho trường học Sau khi tôi nghe họ nói xong những lời này Tôi nói với vị hiệu trưởng Tôi nói tôi học Phật đã 50 năm rồi Tôi đối với việc làm giàu này thì cao minh hơn nhiều so với ông ấy Ông ngày ngày dạy người ta làm giàu mà bản thân vị lão sư này lại không giàu có nếu gặp phải người học trò như tôi thì ông sẽ rắc rối rồi ông dạy tôi làm giàu mà ông thì không giàu thì những gì ông nói tôi không dám tin là cái đạo lý gì vậy tôi lấy một cái thí dụ rất cạn cợt dễ hiểu những gì mà các vị giáo sư này đã dạy ở trường trong phật pháp thì gọi là duyên Họ hiểu được cái này Cũng giống như là nông dân trồng trọt vậy Họ hiểu được cái kỹ thuật này Họ biết được đất đai Phân bón Nhiệt độ độ ẩm như thế nào Những phương diện kỹ thuật này Họ đều rất thông thạo Nhưng mà như thế nào Không có hạt giống Dù cho cao siêu hơn nữa Thì cũng không thể làm ra được Sản phẩm trồng trọt vì không có hạt giống cho nên dù giáo sư có giỏi hơn nữa giảng thuyết đều là đạo lý nhưng họ cũng không phát tài vì không có hạt giống tôi có hạt giống phật pháp nói nhân nhân mà lại thêm duyên thì sau đó quả báo sẽ hiện tiền cái nhân đó là gì các vị xem người phương đông chúng ta xem tướng số sau khi tướng số là xem trong số mạng của bạn có tài khố hay không cái tài khố đó mới là nhân trong mạng của bạn có tài khố bất luận là bạn làm cái sự nghiệp gì thì tiền tài của bạn kéo nhau mà đến còn duyên trong mạng số không có tài khố dù duyên của bạn có nhiều hơn đi nữa thì giỏi lắm tương lai đi làm giáo sư mà thôi Mỗi tháng đều lấy một chút tiền Đứng lớp để mà sống Bạn không phát tài được mà Cái đạo lý này Trong trường học không có ai hiểu được Tôi nói tôi mà đến dạy về, về công thương về kinh tế thì tôi là thầy giỏi rồi Giáo sư giỏi đấy Những thứ này đều có ở trong Phật Pháp Phật Pháp dạy người Nhân là từ đâu mà đến Nghĩa là tài khố ở trong mạng Của bạn là từ đâu mà có Tài là từ bố thí mà có Bạn xem cư sĩ lâm bao nhiêu năm Càng cho được càng nhiều Việc này đều rất rõ ràng Không bố thí thì không có Bố thí Pháp thì được thông minh trí huệ Bố thí vô ý Thì được khỏe mạnh sống lâu Đây là bạn chân chánh tu nhân những đạo lý như vậy Hiện tại các học viện Trường đại học thương mại trên thế giới Đều không có nói Họ đều không hiểu Cho nên làm đó chỉ là duyên mà thôi Cũng như nông phu trồng trọt Có bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa mà không có hạt giống Thì cũng không thể trồng được gì Vì xem thấy cái tình hình như vậy Nên tôi còn phải đi dạy nữa nếu như bạn tu học cái công phu đến nơi đến chốn thì tam bảo ở trong tánh đức cái tam bảo này nếu dùng lời hiện nay mà nói thì là giàu có thông minh trí huệ khỏe mạnh sống lâu khỏe mạnh sống lâu là tướng hảo tướng hảo thì quá nhiều lấy thí dụ này thì hiện tại mọi người đều đang mong cầu thì tam bảo ở trong tự tánh liền lưu lộ ra bên ngoài thì được đại tự tại chưa có kiến tánh trong pháp đầy thừa nói là chưa có giác ngộ ngộ có hai loại một loại là giải ngộ một loại là chứng ngộ giải ngộ đều không có tác dụng giải ngộ là lý minh bạch quả báo không thể hiện tiền vì sao gì bạn phiền đã tập khí chưa có đoạn bạn không có sửa chữa trở lại chứng ngộ là bạn thật sự đã sửa trở lại rồi đối với thế xuất thế gian tất cả pháp không có một chút tham luyến không có một chút tâm bổn xỉn thì phước báo ở trong tự tánh của bạn liền hiện tiền liền thấu lộ ra bên ngoài chỉ cần có một chút sang tham thì phước báo tự tánh không thể hiện tiền cho nên bạn xem người thế gian đem việc cầu tài phú làm thành cái mục tiêu số một trong cuộc đời của họ người chết vì tiền có ai mà không tham tiền chứ phật pháp dạy học cũng đem việc này làm thành số một bạn làm thế nào để có được tài phú viên mãn bạn đem lòng tham đoạn mất Tham là chướng ngại Cho nên trong lục độ Điều đầu tiên là bố thí Bố thí độ sang tham Sang là bổn xỉn Bạn chỉ cần đoạn dứt Sang tham Thì tướng hảo Ở trong tự tánh của bạn Đó là phước báo vô lượng vô biên Liền lưu lộ ra Bạn lại có thể đem Ngu si đoạn dứt Ngu si là cái gì? Bác nhã độ ngu si Sau khi đoạn dứt ngu si Thì trí huệ bác nhã Giống có trong tự tánh Sẽ hiện tiền Là bảo Bạn xem cầu thông minh trí huệ Là phải cầu như vậy Không ngu si Đối với tánh tướng lý sự nhân quả của thế xuất thế pháp rõ ràng minh bạch thông suốt thấu đáo trí huệ hiện tiền cái trí huệ này không phải cầu mà có không cần phải học vừa tiếp xúc liền thông suốt liền minh bạch làm gì phải đi học chứ đây là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của bạn lưu lộ ra bạn lại có thể trì giới ba la mật trì giới là độ ác nghiệp nhẫn nhục là độ sân hận đây là tu cái gì tu khỏe mạnh sống lâu vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu đây là nói nhân với bạn khi còn chưa có kiến tánh cái nhân bạn tu này gặp được duyên thì sự thông minh, trí huệ, phước báo, sự khỏe mạnh sống lâu của bạn đều sẽ hiện tiền. Phước báo nhân thiên là từ chỗ này mà ra. Bạn không tu nhân, mà cứ chuyên môn đi nói duyên thì không có tác dụng gì. Bạn phải thật sự chịu tu nhân. Duyên là thứ yếu, không phải thứ quan trọng nhất nhưng mà duyên cũng không thể thiếu đoạn ác tu thiện là cái duyên tốt nhất khởi tâm động niệm không nên nghĩ chính mình mà hãy nghĩ đến chúng sanh khổ nạn toàn tâm toàn ý giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn khổ nạn lớn nhất của chúng sanh là cái gì là mê hoặc Cho nên công đức chân thật Là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Nếu muốn giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Thì trước tiên phải tự mình phá mê khai ngộ Chúng ta tự mình dựng nên một cái hình tướng tốt Đây là bảo thủ Cái thân thể này Đứng ở đó, ngồi ở đó Đều là một cái cây Đây là bảo thủ một cái hình tượng của giác ngộ. Là một cái hình tượng thuần tịnh thuần thiện, một cái hình tượng tràn đầy trí huệ, đức năng tướng hảo, tự nhiên sẽ lay động được người khác. Tự nhiên sẽ khiến người khác ngưỡng mộ. Họ liền sẽ phát tâm để học tập. Đây không phải là đã độ họ rồi sao? Họ đối với việc tu học Phật Pháp Sẽ có được lòng tin Bản thân chúng ta Học Phật Hình tượng không rõ ràng Không có được cái hình tượng như vậy Người ta vừa nhìn thấy Thôi đi, bạn học Phật là thành ra cái gián dễ như vậy Tôi không bị lừa đâu Tôi không học bạn Nhất định phải tốt hơn họ Thù thắng hơn họ để họ nhìn thấy mà cảm thấy ngưỡng mộ Cho nên ở trên Kinh Phật nói Bồ Tát thành Phật Trước khi còn chưa thể hiện thành Phật Phải dùng thời gian 100 kiếp Thời gian 100 kiếp này dài ngắn không nhất định Đây là cái gì? 100 kiếp là đại biểu cho sự viên mãn Mỗi một người viên mãn đều không như nhau Căn tánh mỗi người không như nhau Phải dùng thời gian dài như vậy Để tu cái gì Chuyên môn tu phước báo Thực tế mà nói Những lời này của Phật là thị hiện Là phương tiện Không phải là chân thật ngữ Vì sao vậy Ai cũng đã minh tâm kiến tánh rồi Trí huệ đức năng của tự tánh hiện tiền rồi Còn phải tu cái gì Tu là tu để cho chúng ta xem Để chúng ta thấy Bồ Tát đều tu phước Vậy thì chúng ta không tu phước Sao có thể được chứ Dùng ý là ở chỗ này họ là đến để biểu diễn đến để diễn kịch họ không phải là thật nhưng mà nói với chúng ta phàm phu chưa giác ngộ trong lục đạo mà được phước báo quả thật là dùng cái phương pháp này mà tu thành cho nên sự thể hiện ấy của họ cùng với việc làm giáo sư ở trong trường đại học là cùng một loại đây là sự thật kiến tánh suy cho cùng không phải là một việc dễ dàng không phải phàm phu lục đạo hay chúng sanh trong chính pháp giới có thể dễ dàng đạt được những thứ này có phải là chúng ta không có phần hay không thiền đạo đại sư nói rất hay đều do gặp duyên không đồng vấn đề chính là ở trong đời này của bạn có cái duyên phần gặp được phật pháp chân chánh hay không gặp được giáo lý đại thừa gặp được thiện tri thức, gặp được đồng tham đạo hữu, gặp được đạo tràng tu học như pháp, rất nhiều rất nhiều điều kiện như vậy, nếu như bạn hết thảy đều có đầy đủ, thì bạn trong đời này thành tựu không khó, có hy vọng thành tựu được rồi. Trong đời này có trợ duyên tốt đến như vậy mà bạn vẫn không thể thành tựu gì thì nên trách bạn không biết dùng công thông thường chúng ta nói là không biết dùng tâm bạn khởi vọng tưởng bạn không hề căn cứ theo phương pháp lý luận ở trong các kinh điển mà học tập nếu thật sự y theo phương pháp lý luận ở trong kinh điển mà học tập làm gì có đạo lý không thành tựu chứ cái này chúng ta phải tin tưởng bảo thủ là cái ý này thế giới tây phương cực lạc thì thù thắng vô cùng, bảo thụ biến quốc. Bất luận là đi đến nơi nào, đều có đạo tràng vô cùng thù thắng. Ai dạy cho bạn là A Di Đà Phật đến dạy? Không một ai khác đến dạy cho ta. Thế giới Tây phương Cực Lạc lớn, người thì nhiều, nhiều đến nỗi không có cách nào tính đếm phẩm này phía trước chúng tôi đã giảng qua a di đà phật có thể dạy được nhiều người gì hay sao có thể a di đà phật có thể phân thân phân vô lượng vô biên cho nên đi đến thế giới tây phương cực lạc bất luận là ở chỗ nào thì bạn cũng sẽ nhìn thấy được sự hóa thân của tây phương tam thánh hóa thân đầy hết cả thế giới tây phương Tất cả mọi lúc, mọi nơi Trong tâm vừa nghĩ muốn thấy a di đà Phật Muốn thấy quan âm cùng thế chí Những hình tướng đó liền hiện ra trước mắt Các ngài liền giảng kinh thuyết pháp Dạy bảo bạn tu hành Cái hoàn cảnh như vậy Đi đâu mà tìm được nữa chứ Vì thế Cái hoàn cảnh tu học tốt nhất Chính là thế giới cực lạc Chư Phật mười phương tán tháng Chư Phật mười phương khuyên bảo chúng ta Cầu sanh thế giới cực lạc Làm sao mới có thể đi được Nhất định phải nhớ kỹ Mỗi một câu nói ở trên kinh điển Ít nhất Phải y theo Kinh Phật Thuyết A-di-đà Đây là phân lượng ít nhất mỗi một câu mỗi một chữ ở trên kinh di đà đều không thể xem nhẹ bộ kinh này lúc trước chúng tôi đã giảng qua vài lần đặc biệt là yếu giải của ngậu ích đại sư sự giải thích trong đó quá tuyệt diệu ấn quan đại sư đã có lời tán thán ngại rằng dù cho a di đà phật có tái lai làm chú giải cho kinh di đà thì cũng không thể hay hơn được nữa quả thật là đã tán thán đến chỗ cùng cực năm xưa pháp sư diễn bồi ở singapore của chúng ta là bạn cũ của tôi khi ông còn tại thế chúng tôi thường gặp nhau Có một lần ông mời tôi ăn cơm Đã hỏi tôi cái vấn đề này Ông nói Ấn Quang Đại Sư Đối với yếu giải của Ngậu Ích Đại Sư Có phải là đã nói quá lời hay không? Ông đã hỏi tôi vấn đề này Tôi đã nói với ông Ông lớn hơn tôi 10 tuổi Tôi nói không quá lời một chút nào Sự tán thán của Ấn Quang Đại Sư là đúng người, đúng việc. Ấn quan Đại Sư là chân ngữ giả, thật ngữ giả như ngữ giả. Một chút cũng không quá lợi. Ở trên tất cả kinh luận, lúc trước tại nước Mỹ, có vị đồng tu hỏi tôi, ông nói Pháp Sư Tịnh không? Nếu như ở trong cả Đại Tạng Kinh, mà chỉ cho Ngài chọn học một bộ kinh, thì Ngài chọn bộ nào Tôi không hề do dự Tôi chọn Yếu giải Kinh A-di-đà của Ngọc Ích Đại Sư Chỉ một bộ kinh này Chúng ta chọn thế giới Tây Phương cực lạc Thì một đời này đủ để thành tựu viên mãn rồi Nhưng vì sao lại đi giảng bộ kinh này Bộ kinh này là phụng lệnh của lão sư Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đã đem bộ kinh này Truyền lại cho tôi Nói với tôi Bốn hội tập này của hạ lão cư sĩ Là một pháp môn duy nhất Để độ chúng sanh trong 9.000 năm mạng Pháp. Cho nên, dù là có người bất đồng ý kiến, phản đối, tôi có sư thừa. Các gì có thể phản đối, tôi thì không thể phản đối. Nếu tôi mà phản đối, thì người ta sẽ giật mũ tôi mà nói rằng Pháp sư tình công, nghịch thầy phản đạo. Chỉ tội danh này, thì phải đọa địa ngục rồi. người khác đều không phản đối các vị lão sư lý không phải lão sư của các vị các vị có thể nói còn tôi thì không tôi và ngài là quan hệ thầy trò cho nên cổ thánh tiên hiền đã dạy người cha mẹ dù xấu đến mấy cũng không thể ngỗ nghịch với cha mẹ vì thì bạn sẽ là đại bất hiếu lão sư thì bạn phải thân trọng mà chọn lựa dù rằng chọn lựa để bái họ làm thầy thì quan hệ này cũng là cả một đời rồi Nếu bà bạn nghịch thầy phản đạo Đầu tiên là đức hạnh của bạn Đã có khiếm khuyết Đức hạnh của bạn không thể thành tựu Thì bạn còn có thể thành tựu học vấn hay sao Cho nên Ở trong tình nghiệp tam phước Phật dạy chúng ta Bạn xem Câu thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu Câu thứ hai phụng sự sư trưởng Thế gian bạn hãy xem từ trên lịch sử xưa nay trong ngoài nước không có một người nào bất hiếu với cha mẹ mà lại có thể được thành tựu không có một người nào nghịch thầy phản đạo mà có thể được thành tựu nhà nho nhà phật đều dạy người như vậy bản thân chúng ta nếu không thể tiếp nhận không thể tin tưởng bản thân muốn tìm lại từ đầu một con đường khác vậy thì bạn hãy thử đi xem bạn có thể thành công hay không thế gian này ngày nay gặp phải cái khổ nạn lớn như vậy cái nguyên nhân thật sự là gì tôi thường nói là không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt đệ tử phật môn tu hành đã thành ra cái tình trạng như vậy là vì không nghe lời của phật đà không chịu nghe lời phật người thế gian gặp cái kiếp nạn này là do không nghe sự giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cứ nghĩ rằng mình rất tài giỏi, cho rằng bản thân rất thông minh. Liền đem Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền bỏ đi hết rồi. Kết quả báo này bản thân phải gánh chịu. Ở trên kinh Đại thừa Phật thường thường dạy chúng ta chúng sanh ở trong lục đạo Có cộng nghiệp còn có biệt nghiệp Ở trên kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Đã nói rất tường tận Chúng ta tự tu hành cho tốt là biệt nghiệp Tuy rằng cộng nghiệp không tốt Nhưng biệt nghiệp của ta thì tốt Ở trong cái kiếp nạn này Ta vẫn có thể may mắn tránh khỏi vẫn có thể không bị ảnh hưởng lớn ảnh hưởng nhỏ là không thể tránh khỏi nhưng ảnh hưởng lớn thì không có giữ gìn bản thân được chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì mong rằng đồng học chúng ta có thể hiểu được cái điểm này hãy xem hình tượng mà chư phật bồ tát đã làm ra cái hình tượng mà thanh văn duyên giác đã làm ra đó đều là gương tốt cho chúng ta chúng ta cần phải học tập ở các ngài cái hiện tượng giác chánh tình này biến khắp nước phật đây là cái đại ý của phẩm đề Bây giờ chúng ta xem tiếp kinh doanh Bỉ như lai quốc Đa chư bảo thụ Hoặc thuần kim thụ Thuần bạch ngân thụ Lưu ly thụ thủy tinh thụ Hổ phách thụ Mỹ ngọc thụ Mã não thụ Duy nhất bảo thành Bất tạp như bảo Cái ý này các vị đồng học Nếu như học qua Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh này mỗi câu mỗi chữ đều có vô lượng nghĩa Bạn không thể thể hội được vô lượng nghĩa Bao nhiêu người có thể thể hội được một chút Ở trong đoạn này Đã nói đó là Y báo ở chỗ này dạy bảo chúng ta Chúng ta là người mới học Phải nên bắt đầu Từ cái chỗ này Không thể tham nhiều được Trên Tam Tự Kinh nói là Giáo cho đạo quý dĩ chuyên Chuyên chính là chuyên nhất Ở chỗ này nói nghĩa là chuyên nhất Thất bảo Thất là một con số viên mãn Không phải chỉ là một con số Mà đại biểu cho sự viên mãn Thất là chỉ cái gì? Là chỉ bốn phương trên dưới và ở giữa Vậy thì viên mãn rồi Cho nên đó là đại biểu cho sự viên mãn trên hoa nghiêm dùng chữ thập Cũng đại biểu cho sự viên mãn Đó là dùng chữ số Từ 1 đến 10 là con số viên mãn Cho nên đây không phải là chỉ là chữ số Đó là biểu pháp Trong số tất cả pháp Thì chúng ta học một pháp Bản thân học được một pháp Đối với những pháp mà chúng ta chưa học Thì phải tôn trọng Nhất định phải ghi nhớ sự dạy bảo của Phật Ở trên Kinh Kim Cang Phật nói với chúng ta Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Đây chính là chúng ta chọn ra một Pháp để tu học Còn đối với những Pháp khác chúng ta phải tôn trọng Phải tán thán, Phải cúng dường Đây là kinh hoa nghiêm đến sau cùng. Các vị xem thiền tài Động tử 53 tham thì sẽ thấy được. Nhất định là không thể hủy bán Hủy bán thì như thế nào Hủy bán chính là khen mình chê người Ta tán thán cái pháp môn này của ta là thù thắng Pháp môn của người khác không bằng ta Nếu mà bạn có cái ý niệm này Thì bạn đã hủy bán tam bảo rồi Cái gì nghĩ xem Học Phật mà hủy bán tam bảo Thì làm sao bạn được thù thắng Làm gì có đạo lý như vậy Tất cả pháp môn đều là do Phật nói ra bạn chỉ thừa nhận cái pháp môn này do phật nói là chính xác phật nói những cái pháp môn khác mà bạn đều muốn hủy bán vậy câu nói phụng sự sư trưởng này làm sao có thể nói cho thông đây vì sao mà phật lại nói nhiều pháp môn đến như vậy bởi vì chúng sanh căn tánh không như nhau cái này nếu như các vị nghe không hiểu được mà nói chúng tôi lấy một cái thí dụ Tỉ như cái hiệu thuốc bán thuốc Bạn xem thuốc thì có đến mấy nghìn mấy dạng loại Loại thuốc nào cũng hay Trị bệnh mà Ta cần sử dụng loại thuốc gì Thì phải xem ta bị loại bệnh gì Dùng cái loại thuốc này thì trị được căn bệnh của ta Ta uống loại thuốc đó thì liền sẽ khỏi bệnh Thuốc vào liền hết bệnh Có lợi ích đối với ta Loại thuốc khác thì chúng ta không thể nói là nó không tốt được vì nó trị bệnh của người khác Bệnh của người khác thì không giống như bệnh của ta Vậy thì chúng ta dùng thuốc đều không như nhau Chỉ cần trị khỏi bệnh thì không phải đều là thuốc hay cả sao Đây là thuốc tốt cả mà Nếu mà uống sai thuốc, uống sai loại Chúng ta đều biết có thể ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi rồi Phật Pháp thì cũng như vậy Nếu mà học sai Pháp môn Thì Pháp thân huệ mạng sẽ bị đoạn mất Đó là đạo lý vì thế 84.000 pháp môn này Bạn phải lựa chọn cho cẩn thận Nhất định không thể chọn sai Nếu như bạn thật sự hiểu được cái đạo lý này Hiểu được cái chân tướng sự thật này Tôi tin rằng các vị sẽ hoảng sợ Ngỗ nhợ chọn sai Thì pháp thân huệ mạng của ta coi như tiêu rồi Phật biết được Vô cùng rõ ràng Cho nên Phật Trước khi nhập diệt đã có chỉ thị đối với chúng ta Chỉ thị cho chúng ta một cái đại phương hướng đại nguyên tắc Phật đã nói Thời kỳ chánh Pháp Sau khi Phật diệt độ một ngàn năm là chánh Pháp Trong thời kỳ này thì giới luật sẽ thành tựu Chỉ cần chăm chỉ học giới Không thể được phạm giới Không thể phá giới thì bạn có thể chứng quả Thời kỳ tượng Pháp Chính là một ngàn năm lần thứ hai Sau khi Phật diệt độ Sau một ngàn năm thứ nhất Cho đến hai ngàn năm Thời kỳ tượng Pháp Thì thiền định thành tựu Thời kỳ mà Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Thì đúng vào thời kỳ tượng Pháp Vì thế mà thiền ở Trung Quốc Vô cùng phổ biến đạo lý là ở chỗ này. Thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Thời kỳ mạt pháp chính là sau khi Phật diệt độ hai ngàn năm trở đi, mạt pháp đến một dạng năm. Hiện tại cả thế giới công nhận Phật diệt độ tính đến nay là hơn hai ngàn năm trăm năm rồi. Vậy là đang trong thời kỳ mạt Pháp Chúng ta sinh vào mạt Pháp Tùy thuận sự giáo huấn của Phật Đà Chúng ta lựa chọn Pháp môn tịnh độ thì đúng rồi Vậy thì không sai Đại phương châm, đại nguyên tắc Không sai Pháp môn tịnh độ, kinh điển không nhiều Hiện nay chúng ta xem thấy Có năm kinh một luận năm kinh một luận này y theo bộ nào cũng đều được một môn thâm nhập bạn nói năm kinh một luận tôi đều học thì cũng được dù sao cũng là cùng một tông phái đây là cùng một con đường cùng một đường lối những kinh điển của các tông phái khác thì không thể nào học đến